xin trân trọng kính mời ông Vũ Đức Huật sẽ đại diện đoàn tiến qua phía lầu chuông thịnh chín tiếng chuông. Trân trọng kính mời ông Trần Hải Đăng đại diện đoàn tiến qua phía lầu khánh thịnh chín tiếng khánh trước khi tiến lễ. Chuông một tiếng trước, khánh một tiếng sau, thịnh xen kẽ nhau đủ mỗi bên 9 tiếng ạ. Xin trân trọng kính mời đoàn cùng kính vào nhà tưởng niệm là lễ dân. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Đức Huật, đồng chí Trần Hải Đăng, đồng chí Nguyễn Chí Hiển cùng đại diện đoàn đến lên phía trước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024, đoàn hội đồng ngũ 11 tháng 9 năm 1982 thiên thế Bắc Giang do đồng chí Vũ Đức Huật làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn, chúng con thành kính về di tích quốc sư đặc biệt an toàn khu Đền Hòa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng Chính phủ ở làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1946-1954, tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng con ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao biển rộng, tình thương của người đối với đồng bào, đồng chí bao la không bờ bến, lòng kính yêu của toàn đảng, toàn dân ta đối với người là vô hạn. Trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam luôn khắc sâu lời biếu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc tại lễ truy điệu người. Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Hôm nay, ngày 15 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 13 tháng 9 năm Giáp Thìn, tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đoàn chúng con xin được kính cẩn dâng lễ
nén tâm nhang, bày tỏ lòng thanh kính, biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng con xin nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, cầu cho đất nước phồn vinh, nhân dân được hạnh phúc. Cầu chúc cho các thành viên trong đoàn và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Người hiển linh, phù hộ độ trì, ban an bình và thịnh vượng. Để tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin trân trọng kính mời đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Chương trình thương cư của đoàn chúng ta đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể.